Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung ít người biết về bố ruột của con gái ca sĩ Hiền Thục. Năm 21 tuổi thì Hiền Thục đã trở thành mẹ đơn thân và ít khán giả biết thông tin về bố ruột của con gái giọng ca Nhật Ký Của Mẹ. Hiền Thục đã nổi tiếng qua ca khúc Nhật Ký Của Mẹ và nhiều bản ballad về tình yêu đôi lứa. Thành công ở lĩnh vực nghệ thuật, nhưng cô có cuộc sống nhiều trắc trở làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi. Dẫu vậy, giọng ca sinh năm 1981 vẫn lạc quan, yêu đời, nuôi con gái trưởng thành. Con gái của Hiền Thục tên Gia Bảo, năm nay 19 tuổi, bố của Gia Bảo là nhạc sĩ Tuấn Thăng. Sau tình yêu đổ vỡ, nữ ca sĩ đã chọn một mình nuôi dưỡng con. Gia Bảo đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ và bà ngoại. Vì sống cùng mẹ nên Gia Bảo có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Cô cũng từng biểu diễn trên sân khấu và xuất hiện trước công chúng trong một số sản phẩm âm nhạc. Nhạc sĩ Tuấn Thăng sinh năm 1972. Từ năm 1989, anh đã bắt đầu chơi trống ở các vũ trường nổi tiếng tại Sài Gòn. Năm 1998, anh đã thành lập ban nhạc Sài Gòn Boy gồm 6 thành viên. Khi Sài Gòn Boy ra mắt cũng là lúc chương trình Làn Sóng Xanh vô cùng nổi tiếng. Sài Gòn Boy đã tham gia cho chương trình và tạo được tiếng vang lớn, trở thành ban nhạc đầu tiên có một lượng fan khủng. Sau đó thì Tuấn Thăng đã học cách tổ chức biểu diễn và công việc của một bầu sâu, rồi trở thành một trong những bầu sâu cho ca sĩ đầu tiên tại Việt Nam. Hiền Thục là ca sĩ được Tuấn Thăng quản lý trong thời điểm đó. Khi ấy, nữ ca sĩ còn trong độ tuổi thiếu niên, cả hai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Tuấn Thăng và Hiền Thục đã từng được xem là cặp đôi vàng của làng nhạc Việt. Album Email Tình Yêu là sản phẩm chung đánh dấu sự thành công của họ. Tuy nhiên về sau thì cả hai đã đường ai nấy đi vì đã xảy ra nhiều biến cố. Quá khứ là quá khứ, không thể đem quá khứ làm day dứt hiện tại. Hơn nữa, khi mà biết buông bỏ và lãng quên những điều không hay, bản thân sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiền Thục đã từng chia sẻ khi mà hợp tác trở lại với nhạc sĩ Tuấn Thăng trong một sản phẩm âm nhạc. Về phía Tuấn Thăng, anh đã tiết lộ rất nhiều trong chương trình tổ chức. Anh đã mời Hiền Thục một phần cũng do anh muốn giúp đỡ nữ ca sĩ về kinh tế để có thể chăm sóc con gái Gia Bảo. Tuấn Thăng hiện đã có gia đình riêng, anh là giám đốc của một công ty tổ chức sự kiện và chủ nhà hàng ăn uống. Về Gia Bảo, ở tuổi 19, cô được nhận xét ngày càng xinh đẹp. Nếu lúc nhỏ thì cô bé có phần mụ mịm thì hiện tại đã ra dáng thiếu nữ và thân hình thon gọn, đặc biệt cô còn sở hữu chiều cao 1m7. Hiền Thục tiết lộ, con gái là một người có cá tính khá mạnh mẽ, biết tự lập ngay từ nhỏ. Gia Bảo đã không nhắc về bố hay những điều tế nhị khiến cho mẹ buồn lòng. Cả hai mẹ con tâm sự, trò chuyện với nhau về mọi điều. Nhiều người hỏi tại sao tôi ít đăng ảnh về Gia Bảo, ít để con xuất hiện trước ống kính. Thực tế, Gia Bảo không thích bị chú ý và không muốn nổi tiếng. Bé đã nhìn thấy sự phiền toái từ sự nổi tiếng ở mẹ nên không thích điều ấy. Tốt nhất, tôi nên để con trưởng thành trong thế giới bình lặng của nó. Tôi không cần con phải đạt bất kỳ thành tựu gì, chỉ cần con là chính mình, đủ mạnh mẽ và sáng suốt trong mọi tình huống, nữ ca sĩ trải lòng. Về định hướng cho con gái, Hiền Thục đã không áp đặt con mà muốn bé tự do phát triển theo sở thích. Nữ ca sĩ đã mong muốn con gái tốt nghiệp đại học, tư duy cởi mở, tôn trọng cảm xúc của bản thân và có một mái ấm hạnh phúc. Nếu không có con gái, tôi nghĩ mình không thể có được ngày hôm nay. Tôi luôn tự nhủ phải đứng vững, không cần đàn ông và không nuôi bé một mình. Con bé trở thành trụ cột trong cuộc sống của tôi, dù nó không làm gì cả. Chỉ cần sự hiện diện của con cũng đủ để cuộc sống của chúng tôi vui vẻ, cô tâm sự. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.